thì trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về khái niệm về biến và phạm vi của biến trước hết là biến thì chúng ta biết rồi ngôn ngữ lập trình nào thì cũng phải có cái khái niệm về biến thì biến chính là một cái tên mà do người dùng do những lập trình viên định nghĩa ra để mà giúp chúng ta hiểu rằng là chúng ta lưu giá trị vào đâu và giúp cho trình biến dịch biết rằng là à với cái biến đấy chúng ta cần tạo ra một bộ nhớ để mà lưu cái giá trị đấy như vậy là thông qua cái việc định nghĩa biến chúng ta nói với máy tính rằng là hãy đặt cho tôi một vùng nhớ để mà tôi chuẩn bị lưu giá trị vào đấy. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái phép lưu trữ dữ liệu vào biến ấy hay là lưu trữ giá trị vào biến ấy thì chúng ta gọi là phép gán. Thì cái phép gán thông thường nhất là phép gán bằng. Thì ngoài ra trong Python sẽ hỗ trợ chúng ta các cái phép gán mà cộng với lại có thêm cái thao tác nữa tức là uh, gán bằng nhưng mà trước khi gán bằng chúng ta thực hiện cộng giá trị và lưu bên phải vào cho cái giá trị biến bên trái. Tương tự như vậy thì sau này khi mà chúng ta học uh, chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ uh, sử dụng những cái phép gán kết hợp thêm các cái phép toán uh, bên trái nữa thì ở đây chúng ta nhìn cái ví dụ này ở đây ấy, thì trong Python sẽ là khi mà khai báo biến rồi ấy, thì chúng ta phải đi kèm với việc là khởi tạo giá trị biến luôn tức là vừa khai báo x bằng x một phát thì chúng ta gắn luôn giá trị hai cho biến x luôn thì chúng ta đấy là gọi là khởi tạo luôn vừa khai báo vừa khởi tạo sau khi mà chúng ta gắn được giá trị giá trị số 2 cho biến x có nghĩa là chúng ta yêu cầu máy tính lưu cái số 2 vào vùng nhớ mà biến x đang chứa thì khi đó chúng ta gọi một cái lời gọi hàm là print hàm này in ra chẳng hạn in ra cái giá trị trong cái vùng nhớ của biến x đang lưu thì nếu mà chúng ta chạy cái câu lệnh này trường thông dịch của Python chạy từ trên dưới chạy tới đây đây à tôi trên này tôi chưa, có gì cả tôi chưa biết gì cả đến đây tôi thấy có một biến x rồi có nghĩa là tôi bắt đầu khai báo biến x à tôi gán luôn cho chị hai có nghĩa là tôi khởi tạo tôi bỏ luôn giá trị hai vào vùng nhớ mà biến x đang lưu sau đó tôi đọc đến câu lệnh này là in ra cái giá trị mà biến x đang lưu tức là cái giá trị hai nằm trong vùng nhớ đấy thì chúng ta sẽ thấy đây chúng có một cái giá trị 2 Tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái gắn giá trị chuỗi số 2. Ví dụ như x lại bằng số 2, có nghĩa là bây giờ chúng ta đặt cả cái cụm từ số 2 này vào vùng nhớ x rồi chúng ta lại lấy ra để in. Như vậy là khi mà chúng ta truy cập dữ liệu từ một biến thì chúng ta sử dụng tên biến thôi, giống như khi mà chúng ta gọi là pin x thì chúng ta sử dụng cái tên này để mà truy cập ra cái giá trị mà cái vùng nhớ nó đang lưu. Máy tính trình biên dịch khi mà đọc đến đây là biết ngay là cần phải đến cái vùng nhớ đấy để mà truy cập ra cái giá trị nó đang lưu thì chúng ta sử dụng tên biến chính vì thế nên là chúng ta mới cần phải đặt tên để mà chính khi chúng ta lập trình chúng ta cần biết là lấy chỗ nào lấy chỗ nào chứ chúng ta không biết là máy tính nó đang lưu ở cái ô nhớ nào thì chúng ta sẽ sử dụng tên biến để mà biết ra lệnh cho máy tính là lấy cái giá trị thông cái vùng nhớ mà tôi đã gán ấy, tôi đã bỏ vào đấy đấy lôi ra cho, cho tôi lấy ra cho tôi in ra cho tôi có một điều đặc biệt đấy khi mà chúng ta đặt tên biến thì, cái tên biến cần phải tuân thủ cái quy định đặt tên biến bởi vì sao kể cả máy khi mà dịch đọc đến cũng hiểu được thì chúng ta cũng phải có những quy định để đặt tên cũng giống như là khi chúng ta đặt tên người ấy, chúng ta đặt phải có ý nghĩa thì ở đây đây mà máy tính thì chúng ta phải đặt cái tên biến làm sao nó dễ hiểu làm sao mà có thể phân biệt được thì trong cùng một phạm vi mà chúng ta đặt hai lần biến x thì có nghĩa là nó giống hệt nhau rồi thì chúng ta cần phải đặt sao nó dễ hiểu dễ phân biệt được thì trong cùng một phạm vi thì chốc nữa chúng ta sẽ thảo luận qua khái niệm về phạm vi và định nghĩa các phạm vi nhưng mà trong cùng một phạm vi thì tên biến là phải là duy nhất để mà chúng ta biết rằng là mỗi tên biến thì sẽ được cấp một ô nhớ mà Nếu mà chúng ta đặt giống nhau thì hai cái cùng truy cập vào một ô nhớ Thì sẽ là bản thân chúng ta cũng sẽ là khi đọc lại code Hay là chúng ta lập trình sẽ dễ mắc rất nhiều lỗi về logic tên biến cần viết liền đây chính là cái lý do cơ bản là khi mà tên biến mà chúng ta viết cách chẳng hạn viết cách ra thì khi mà trình thông dịch các cái thứ để mà, mà định danh là tìm ra được cái identifier hay là tokenizer để mà phân tách ra được là cái khái niệm nào thì thông thường các cái chương trình biên dịch sẽ sử dụng cái dấu khoảng cách cho nên nếu mà chúng ta đặt cái tên biến khoảng cách cô chứa dấu cách ấy, thì thành ra nó thành hai biến bắt rồi thì do vậy là tên biến chúng ta cần phải biết liền và nữa là tên biến cần phải bắt đầu bằng một ký tự nhưng mà bắt đầu một số thì các cái trình thông dịch sẽ bắt đầu nghĩ rằng là chúng ta đang bắt đầu định nghĩa về một số thì để đơn giản hóa các trình dịch của chúng ta thì tên biến nên bắt đầu bằng một ký tự đó là yêu cầu của tất cả các ngôn ngữ lập này cái tiếp theo nữa là tên biến chỉ trước ký tự chữ số và dấu underscore tức là dấu gạch dưới đây là cái điều kiện khá là cứng nhắc của tất cả các ngôn ngữ lập trình một lý do là bởi vì là các cái dấu khác chẳng hạn như là dấu hỏi thì sẽ là không mang ý nghĩa nhiều trong cái tên chúng ta không đặt cái tên là anh a hỏi hay là chúng ta có dấu sao thì dấu sao lại thường sử dụng cho các cái phép toán chẳng hạn các bạn sẽ thấy là các cái phép toán nhân chẳng hạn ví dụ vậy thì để giới hạn cái việc đặt tên biến của chúng ta thì các tên biến cần phải bắt đầu bằng ký tự này. chỉ trước ký tự hoặc là chữ số 0 1, hai ba bốn năm sáu bảy tám chín và cái dấu underscore cái dấu gạch dưới rồi và chúng ta cần phải biết rằng là tên biến nên dễ đọc, dễ hiểu đối với lập trình viên, chính chúng ta hay là bà, hay là đồng nghiệp chúng ta hay là team mate của chúng ta khi mà đọc lại cái dòng cốt của chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa. Ở đây chúng ta ví dụ là đặt x đặt y nhưng mà thực tế chúng ta không đặt giá trị x y như thế này bởi vì là x y nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta sẽ đặt là một cái biến gì đấy với cái tên mang nhiều ý nghĩa hơn tùy vào cái logic của bài toán của chúng ta để mà phù hợp với cái bài toán đấy để mà khi người ta đọc vào người ta hiểu rằng là à cái biến này làm cái việc gì nhưng mà đây là để mà cốt nhanh để mà cho các bạn hiểu qua cái khái niệm thì đơn giản thì chúng ta đặt cái tên đơn giản xi hay là fxfi này các bạn dễ liên hệ với những cái hiểu biết của các bạn về khái niệm hàm trước đây khi đặt tên biến lần đầu ta gọi là khai báo biến giống như là biến x lần đầu xuất hiện chúng ta gọi là khai báo biến và sau khi mà khai báo ngay chúng ta phải gắn gắn giá trị thì chúng ta gọi là khởi tạo biến ngay luôn khi mà chúng ta chạy cái chương trình gồm có 13 dòng lệnh à, từ trên xuống dưới này chúng ta sẽ có cái output ra đầu tiên đó, chúng ta bắt đầu nào, chúng ta thử như là một cái máy tính hiểu tất cả các câu lệnh này bắt đầu bằng cái comment này là bắt đầu bằng những cái ghi chú này, chúng ta không làm gì. Chúng ta có cái biến x lần đầu tiên thấy thì chúng ta khai báo biến x là gán một ô nhớ cho biến x. Sau đó chúng ta gắn luôn giá trị 2 vào, bỏ luôn giá trị số nguyên 2 vào cái ô nhớ đấy. Chúng ta đọc đến câu lệnh print, à, print cái gì? Print cái giá trị mà biến x đang lưu. Như vậy chúng ta có cái biến x như vậy, chúng ta sẽ truy cập vùng nhớ mà biến x đang lưu, tìm xem giá trị nó là số mấy thì ở đây là số 2, lấy số 2 ra và in ra màn hình chúng ta thấy là số 2 đây. Tiếp theo chúng ta đọc khoảng cách không làm gì. Chúng ta đọc comment À, không làm gì chúng ta đặt x bằng số 2 x ở đây chúng ta đã khai báo rồi có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ việc bỏ cái cụm số 2 này cụm chữ số 2 này câu số hàng này bỏ vào cái vùng nhớ mà x đang lưu chúng ta lại gọi cái lệnh print print cái gì print x cái gì x đang lưu chúng ta lại truy cập vùng nhớ của x chúng ta thấy rằng là a à, số 2 in the số 2 chúng ta lại đọc tiếp đến đây là comment comment này chỉ dành cho người máy không hiểu máy không cần phải hiểu à, chúng ta đọc bên y a à, y chưa khai báo gì cả thì chúng ta coi như là khai báo một biến y mới và bỏ cái giá trị 10.5 vào ô nhớ của biến y chúng ta lại gọi cái hàm print nhưng lúc này chúng ta không print x mà chúng ta print y có nghĩa là chúng ta truy cập ô nhớ của y chứ không phải của x có nghĩa là chúng ta sẽ print ra cái giá trị mà y đang lưu là 10.5 chúng ta sẽ thấy là 10.5 tiếp theo chúng ta gán giá trị của biến x cho biến y thì lúc này y sẽ bằng x thì các bạn sẽ thấy là giá trị là số là gì ạ thì ở đây có nghĩa là chúng ta có một phép gán và một phép truy cập thì phép truy cập đầu tiên là chúng ta dùng tên truy cập đến vùng nhớ của x x là đang chứa cái mới nhất đang chứa là gì đang chứa là số 2 chúng ta lấy ra số 2 xong nó chúng ta gán vào cho biến y bỏ vào vùng nhớ biến y như vậy khi chúng ta gọi câu lệnh print y thì lúc này chúng ta lại lôi cái giá trị trong biến y ra thì lúc này là y đang là chữ số 2 các bạn sẽ thấy là chữ số 2 ở đây tiếp theo chúng ta gán giá trị mới cho biến x là chữ 1 thì chúng ta là thực hiện bỏ cái từ một vào ô nhớ mà x đang chứa chúng ta print ra thì chúng ta sẽ có là trừ một cuối cùng chúng ta kiểm tra giá trị của biến y thì các bạn thấy rằng là biến y sẽ là giá trị gì ạ là số 2. Thì mặc dù chúng ta đã gán giá trị từ một vào cho vùng nhớ của x rồi nhưng mà vùng nhớ của y không hề thay đổi bởi vì đây là hai biến khác nhau cho nên nó sẽ chứa cái hai vùng nhớ khác nhau thì dẫn đến là mặc dù chúng ta thay đổi giá trị trên một vùng nhớ của một biến thì sẽ không ảnh hưởng đến vùng nhớ biến khác đấy chính là cái việc mà chúng ta phải đặt tên biến để mà phân biệt À, tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo cái quy chuẩn mà khi viết chương trình bài thông thì ở đây là cái quy chuẩn về phép 8 thì chúng ta thử xem nhé trong này chúng ta sẽ đọc tiêu chuẩn này để mà viết code cho nó chuyên nghiệp và mọi người đều có một cái hiểu biết chung các cái lập trình viên khi mà lập trình Python nhìn vào đều hiểu và biết được cái cách viết chương trình các chuyên nghiệp thì ở bên này chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người ta gợi ý chúng ta, chúng ta cần phải biết tiếng Anh là vì thế chúng ta cần phải học tiếng Anh là vì vậy để chúng ta có thể đọc được những cái mô tả những cái quy định những cái document những cái văn bản những cái đặc tả về ngôn ngữ lập trình rồi các cái hướng dẫn trên mạng sẽ rất lợi ích cho chúng ta nên chúng ta cần phải học thêm tiếng Anh dành cho công nghệ thông tin. Thì ở đây chẳng hạn như là trong cái đặc tả PEP8 này thì chúng ta sẽ có là ví dụ chúng ta viết comment như thế nào rồi cách chúng ta sử dụng giãn cách ở trong các cái biểu thức như thế nào hay là chúng ta đặt tên biến như thế nào chúng ta thử nhé ví dụ như là khi mà đặt tên biến ấy nên là sử dụng những cái ký tự một chữ cái thường hoặc chữ cái hoa thì tên biến nên bắt đầu bằng chữ thường đấy là khuyến khích của người ta ví dụ như là một số cái người ta khuyên mình ấy là không nên ví dụ như chữ L này, này chữ L nhỏ này, này thì mà khi mà chúng ta sử dụng đặt đặt tên mà tên biến ấy rất khó cho người đọc người không biết nó là chữ L hay là chữ Y hoa hay là Uh, hay là chữ ô tô cũng thế thì chúng ta nên tránh hay là chữ đây các bạn thấy chữ y hoa với chữ l là khá là giống nhau nếu mà cần phải dùng đến chữ l chúng ta nên dùng chữ la hoa đấy là những cái mà chúng ta có thể lưu ý và và khi mà chúng ta lập trình nhiều chúng ta có thể phải tránh những cái này để các bạn lập những biến khác uh, không gặp phải các vấn đề hay là ví dụ như khi chúng ta đặt cái tên là lớp chẳng hạn chúng ta nên bắt đầu bằng uh, các cái chữ viết hoa bắt đầu bằng chữ viết hoa thay vì là cái tên biến thì bắt đầu bằng chữ thường ấy. nhưng mà uh, tên tên cái class tên cái lớp chúng ta bắt đầu bằng chữ cái hoa như mà nãy chúng ta đã nói rồi là biến này trong cùng một phạm vi ấy, thì cái tên nó phải là duy nhất Còn nếu mà khác phạm vi thì cả hai cái biến này sẽ là hai cái cái, cái biến khác nhau, hai vùng nhớ khác nhau Thì thì phạm vi của biến ấy, trong Python được quy định bởi các định nghĩa về hàm, định nghĩa về cấu trúc, lớp, đối tượng, module Thì khi mà chúng ta học chúng ta sẽ lưu ý cái đấy Thì chẳng hạn chúng ta nhìn bên phải này nhé Cái, cái ví dụ này để chúng ta hiểu cái cái phạm vi là gì Chẳng hạn đây chúng ta có biến x bằng hai này Xong đây ở trong này chúng ta có cái x nữa Thì cái x này ấy, với cái x này là thuộc hai phạm vi khác nhau bởi vì x này là phạm vi global tức là phạm vi của toàn chương trình cái x này thì là là được định nghĩa bởi tham số ở đây có nghĩa là nó là phạm vi của cái hàm này thì khi ra của cái hàm này cái biến x này với biến x này là hoàn toàn khác nhau thì các bạn thấy rằng là trong cùng một phạm vi ở đây á, cái x này với cái x này là giống nhau bởi vì nó cùng một phạm vi còn uh, trong cái phạm vi này thì cái x này với cái x này là cùng phạm vi thì chúng ta có một cái cấu trúc là cấu trúc lọc ở đây thì mặc dù là chúng ta cũng táp vào đấy chúng ta cũng lùi vào đấy nhưng mà cái cấu trúc này thì mặc dù ở đây chúng ta có khai báo biến x thì biến x này và cái phạm vi này với biến x này là như nhau thì cái biến x này á, sau khi mà ra ngoài á, thì là cái vùng nhớ uh, cái vùng nhớ cái biến này cái vùng nhớ này đã bị mất rồi bởi vì được đi đè bởi cái biến x này thì chúng ta lưu ý khi mà sử dụng các cái cấu trúc điều khiển ở trong cùng phạm vi á, thì nếu mà chúng ta đặt cùng tên x với x đây á, thì cái biến x trên này sẽ bị mất cái vùng nhớ bên này chúng ta hoàn toàn không thể truy cập được nữa mà nó bị thay thế vào vùng nhớ ở đây thì chúng ta lưu ý chỗ đấy cái này là hơi 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 khó hiểu trong ngôn ngữ lập trình bài thông nếu mà các bạn lưu ý một chút chúng ta sẽ tránh được thì thông thường là nếu mà chúng ta có một biến x ở đây nếu mà chúng ta muốn nó về phạm vi này đến đây chúng ta in ra được thì ở đây chúng ta không nên đặt biến x nữa mà chúng ta nên đặt một biến uh, x1 x2 chẳng hạn hay là y chẳng hạn một cái biến khác đi thì nó sẽ không bị xung đột còn nếu mà chúng ta giữ nguyên biến x như thế này thì giá trị mà in ra không phải là số 6 này mà là giá trị xuất hiện ở đây thì trong đó chúng ta sẽ thử để mà xem thì đấy là cái khái niệm về phạm vi thì khi mà ra khỏi phạm vi đã định định nghĩa biến thì biến sẽ được thu hồi mọi nhớ thì nếu với chương trình này thì chúng ta thử xem cái cách quản lý và thu hồi bộ nhớ thế nào nhé thì chúng ta sẽ xem ở vùng dưới này thì đây chính là ngăn nhớ chương trình hay là memory stack thì đây chỉ là cái đơn giản hóa cái cách mà chúng ta một cái giải pháp mà chúng ta quản lý cái scope quản lý cái phạm vi chẳng hạn bây giờ là chương trình chúng ta bắt đầu từ đây thì bắt đầu là nó máy tính bắt đầu cấp dòng cái giá trị biến x ghi chú vào này để cho mình hiểu thôi là toàn chương trình cái x này có nghĩa là x cái ngăn nhớ của x toàn chương trình đang lưu giá trị bằng hai sau đấy chúng ta bắt đầu vào hàm F. Khi nào chúng ta gọi hàm F nhé. Thực ra là gọi x bằng 2 này. Sau đây chúng ta gọi đến hàm F này. F bằng 3 này. Bằng 3 lúc đấy chúng ta nhảy lên đây. Để bắt đầu thực hiện các cái câu lệnh trong hàm F. Thì lúc đấy cái x này. X tham số này bằng 3 này. Thì chúng ta sẽ là x trong hàm F bằng 3. Thì chúng ta cái x này đã bằng 3. Sau đó chúng ta đến cái câu lệnh là x bằng 6. Thì cái giá trị x trong hàm F cùng phạm vi mà. Sẽ là bằng 6. Lúc này bằng 6. Thì chúng ta đến cái câu lệnh for. Cái câu lệnh for này thì trong Python ấy, là để mà duyệt các cái giá trị ví dụ như for x in ở đây cũng là chúng ta đọc là với x trong cái danh sách danh sách này trong cái dãy này trong cái các cái các cái số này các cái giá trị này thì như vậy chúng ta đọc là với x trong cái danh sách này thì in ra cái giá trị x có nghĩa là với mỗi x chúng ta đọc là với mỗi x x bằng một thì chúng ta in ra một x bằng số 9 thì chúng ta in ra số 9. Tức x chúng ta lấy từng từng giá trị trong đây ra, cho cái giá trị x thôi. Ta lấy 1 là cho x cho in ra, chúng ta lấy số 9 là cho x và chúng ta in ra. Chúng ta lấy số 7 trong danh sách chúng ta in ra. Như vậy là cái câu lệnh for x in 1 à, số 9 7 này sẽ là in lần lượt cái giá trị 1, số 9 và 7 ra. Thì chúng ta sẽ thấy là 1 này, số 9 này, 7 này. Thì sau khi mà chúng ta có ra khỏi vòng for thì cái x này ấy là nó đang lưu cái giá trị số 7 và cái giá trị x như lần này chúng ta sẽ thấy cái x này bị mất vùng nhớ bởi vì chúng ta đặt trung tên thì bài thông nó hiểu đây là chúng ta dùng dùng chung cái x đấy dùng chung cái cái vùng nhớ đấy cho nên cái giá trị số 6 này gần như là bị mất thì chúng ta ra khỏi vòng lặp chúng ta in giá trị x đây chúng ta sẽ thấy thêm một số 7 nữa bởi vì giá trị cuối cùng mà x nó đang nhận là số 7 thì khi chúng ta gọi cái lời gọi là f3 thì chúng ta thấy à f3x ban đầu bằng 3 thì khi mà chúng ta kết thúc cái lời gọi hàm này thì x này là ở phạm vi nào ạ? Thì các bạn sẽ thấy nhá bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta đang có x bằng 6 đây đúng không? Nào, x bằng 6 này, chúng ta sẽ bắt đầu thử mô phỏng lại, chúng ta bắt đầu chạy lại từ đầu này để chúng ta mô phỏng lại cái memory stack. Đầu tiên là x bằng 2, chúng ta cấp một cái biến x toàn chương trình bằng 2, chúng ta chạy vào cái gọi lời gọi hàm f bằng 3 thì x ở đây bằng 3 x bằng 3 chúng ta chạy đến đây x bằng 6 x bằng 3 thì x ở này trong cái phạm vi của hàm f nên nó là bằng 3 thì bây giờ chúng ta chạy cái câu lệnh là x bằng 6 thì x lúc này lưu giá trị cho 6. Sau đó chúng ta với mỗi x trong cái danh sách này, trong các cái giá trị này thì chúng ta bắt đầu thì bắt đầu x bằng 1, x bằng 1 các bạn thấy không? Đấy, bỏ 1 vào vùng nhớ x rồi in ra 1, in ra 1 thì ra đây. Sau đó chúng ta có cái số x số 9 này, chúng ta bỏ vào x, chúng là in ra thì chúng ta sẽ có trong bộ nhớ là số 9 đây và in ra số 9 này. Rồi chúng ta lại lấy số 7 bỏ vào x lấy số 7 bỏ vào x thì chúng ta có số 7 đây. Rồi chúng ta lại gọi in 7 ra thì in là 7 ra đây. Sau đó chúng ta ra ngoài, ra ngoài vòng for, ra ngoài cái vòng lặp này thì chúng ta in cái giá trị x nữa thì lúc này x đang là số 7. Thì khi chúng ta thoát khỏi cái phạm vi hàm, đây là một scoping mà, một scope. Thì chúng ta thoát khỏi cái phạm vi hàm thì chúng ta hoàn thành cái câu lệnh này, chúng ta chuyển đến câu lệnh tiếp theo. Thì khi chúng ta bắt đầu thoát cái này ra một phát ấy thì máy tính sẽ giải phóng cái cái phạm vi trong đây để mà có thể sử dụng bộ nhớ cho cái việc khác cái 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 khối lệnh này chúng ta thực hiện xong rồi cái phạm vi này chúng ta thực hiện xong rồi chúng ta phải thu hồi lại những cái bộ nhớ mà chúng ta đã cấp để tránh lãng phí bộ nhớ có thể sử dụng cho cái khác thì chúng ta bắt đầu hoàn thành kết thúc cái câu lệnh này thì chúng ta hoàn thành chúng ta đã thu hoàn toàn bộ nhớ cái x trong biến x trong hàm f đã hoàn toàn bị thu để bây giờ chúng ta gọi đến hàm print x này thì chúng ta có một cái x duy nhất là toàn chương trình thì chúng ta sẽ in ra giá trị là hai ở đây và sau khi mà chúng ta kết thúc đến đây kết thúc cái hàm này cái câu lệnh này chúng ta nhảy đến đây đến cái cuối cùng này thì chúng ta đã hết cái trong memory thì các bạn sẽ hiểu cái cách quản lý cấp phát bộ nhớ của các cái biến trong các phạm vi khác nhau và lưu trữ biến như thế nào thì dần dần các bạn sẽ hiểu được cái cách hoạt động và nên nhớ là cái cách mà cấp bộ nhớ sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái việc chúng ta tối ưu hóa cái chương trình của mình rồi sử dụng cái bộ nhớ một cách hiệu quả thì ở đây chúng ta có nói là lưu ý trong bài thông biến trong vòng lặp tức là vòng for này, hay y này, hay match hay if này, các cái câu luyện điều kiện đó được xem như cùng phạm vi, tức là biến x ở đây cùng phạm vi biến x ở đây. dẫn đến là mọi sự thay đổi ở đây trong cái, cái phạm vi của biến vòng lặp này cũng tương ứng với là thay đổi cái biến vùng nhớ mà biến x này đang lưu. để các bạn à, lưu ý như vậy. cho nên, nên chúng ta tuyệt đối là tránh cái việc đặt tên x như thế này để mà nhập nhằng khi mà chúng ta đọc hoặc là thậm chí khi mà chúng ta kiểm tra lỗi lại, nhiều khi chúng ta bị lỗi logic là nằm ở đây thì các bạn lưu ý. À, xin cảm ơn các bạn.